Coi như là từ hôm mà bắt đầu mà khai giảng cái những cái buổi sinh hoạt giáo lý của chúng ta ở đây đó, thì tôi trình bày về nhân thừa Phật giáo, thì tôi xin nhắc lại nhân thừa Phật giáo tức là Đức Phật dạy những cái giáo lý đó cho người Phật tử tại gia học tu để làm tốt cái bổn phận của con người trong xã hội. Làm tròn cái đạo đức, cái phẩm cách của con người ở trong xã hội, và để sống nhỏ, hình như nhỏ lắm, để tạo cho mọi người có một cái lối sống trong một cái gia đình cho nó hạnh phúc, trong một cái xã hội cho nó được là an lành, nó tốt đẹp, mà nó bớt đi những cái sự khổ đau phiền toái. Vì thế mà gọi là nhân thừa, tức là tu tập theo những cái pháp đó, thì nó đưa con người, nó chở con người. Chứ thừa có nghĩa là chở, chứ tôi xin nhắc lại, chứ thừa nó có nghĩa là chuyên chở. Mình nhân thừa tức là mình tu theo cái giáo lý đó, nó chuyên chở, nó đưa mình tới cái vai trò, cái địa vị của một con người đầy đủ đức hạnh, gia đình thì có hạnh phúc, mà xã hội thì được là an lành. Thế thì là cái nhân thừa đó mà, là trước hết đó là quy Tam Bảo, tức là qua về nương tựa với ba ngôi báo là Phật, Pháp và Tăng. Đức Phật, Phật Pháp Tăng tại sao gọi là Tam Bảo? Là vì những cái của cải vật chất ở trên đời nó làm cho người ta sung sướng, thành ra người ta quý tiền, ta quý vàng, ta quý kim cương, vì tiền vàng kim cương nó làm cho người ta được sung sướng, được hạnh phúc, được giàu có, được danh vọng, được địa vị, thành ra ta quý cái vàng bạc tiền, gọi đó là bảo. Nhưng mà cái của bảo đó, cái của báo của tiền, của vàng, của bạc, của kim cương đó, nó không có bền vững lâu dài được, mà thậm chí nó là một cái nguyên nhân đau khổ nữa. Vì nếu mình giữ nó không được, mình muốn giữ nó mà mình giữ nó không được, hoặc là trộm cướp, hoặc là cháy nhà, hoặc là nước lụt cuốn đi, hoặc là con hư phá tán, cho nên mình muốn giữ nó mình giữ không được, nó sinh ra những cái của báo đó, là nó sinh ra đau khổ, nó trở thành cái nguyên nhân đau khổ. Còn nương về với Phật, với Pháp, với Tăng thì cái của báo đó mới là cái của báo trường cửu, từ hiện đời này cho tới vô lượng đời kiếp sau này, không có ai dịch được hết. Không có nước nào cuốn trôi được, không có lửa nào mà làm cháy được cái tiêu hao phước đức của mình, cũng không có con hư nào mà phá tán được, cũng không có nhà nước nào xuống công được,
Vì quay về nương tựa theo Phật Thất Căn, tức là mình bồi dưỡng cho mình có một cái phước đức, cái trí tuệ. Từ cái phước đức trí tuệ đó mà cái đời sống của mình, có nhiều khi mình không giàu lắm đâu, nhưng mà nó an lành vô cùng. Ăn thì không phải là đồ quý đâu, nhưng mà nhiều khi nó ngon, mà nó thanh đạm mà nó ngon, tâm hồn nó khỏe phát. Thành ra quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là nó quý, là nó quý chỗ đó. Hiện đời không giàu, giàu thì cũng tốt, nhưng mà không giàu đi nữa, cũng cái đời sống vẫn có an lạc, trong gia đình vẫn có hạnh phúc. Con cái đối với cha mẹ, vợ chồng đối với nhau, nó có cái sự là thương yêu, chân thành và tôn trọng cái lẽ phải. Từ đó mà cái đời sống của con người ở trên cái thế gian này, cái cõi đời này nó có cái hạnh phúc. Và cái phước đức, cái trí tuệ của mình đó là người đệ tử Phật thì phải tin có cái lý nhân quả đời này và đời khác thôi. Mà mình bây giờ đây là mình có trao dồi phúc đức, mình có làm những điều phước thiện, thì chính cái đó là cái của báo đó. Của báo nó làm cho mình an lạc hiện đời, mà nó an lạc cho nhiều đời sau. Nó làm cái nhân để mà thành vô thượng bồ đề niết bàn sau này. Và nó quay về mà nương tựa với Tam Bảo, nó có cái lợi như thế. Nên là quy Phật là không đọa địa ngục. Quy Phật là quy Pháp, nó không đọa vào trong đường ngạ quỷ. Quy Tăng là không đọa, không xa rớt vào trong con đường súc sanh. Bởi vì ta quay về nương tựa với Phật là ta quay về nương tựa với ánh sáng mà. Ta đã đi trên con đường có ánh sáng thì ta sẽ không bị xa hầm chụp hố ở trong những cái hang hốc, những cái chỗ bóng tối tâm, hầm hố trong gai. Phật là bậc đại giác, là bậc sáng suốt hoàn toàn. Mà ta quay về nương tựa với Phật, tức là ta quy Phật đó mà. Thì y như ta đi về cái hướng mặt trời mọc, là ta không bao giờ bị lạc lõng trong đêm tối, để rồi xa hầm rồi thố trong đêm tối. Đó là cái lợi ích của quy Phật. Cho nên ta gọi là quy Phật là một ngôi trong ba ngôi báo. Còn Pháp đó là chánh pháp của Phật, những lời Phật dạy. Bữa nay là coi như là tôi ôn lại mà, ôn lại để giảng cho các vị một bộ kinh mới đó nha. Ôn lại cái cũ thì học cái mới á. Quy Pháp là quay về nương tựa với chánh pháp. Tôi nói ví dụ như hổm dài đó, chúng ta nghiên cứu rồi chúng ta học hỏi đó mà. Nếu như các vị là Phật tử mà không có cái điều kiện để học, để nghe Pháp, thì các vị đâu có biết là Pháp Phật là cái gì đâu. Đi chùa có, lại Phật thì có, làm những cái điều lành thì cũng có, nhưng mà không biết là cái lành thiệt là nó ngang tới cỡ nào, mà còn cái lành giả nó ngang tới cỡ nào. Có những cái lành mình làm mình tưởng như lành thiệt á, nhưng mà không phải là lành giả. Còn cái lành thiệt của đạo Phật đó, nó có cái tiêu chuẩn của nó thì mình phải học. Lành giả là lành như thế nào? Tôi nói ví dụ nè, mình bố thiết người nào đó, còn mình tham lam, mình gian xảo ở cái người nào đó, ở đâu đó, cái chuyện gì đó, để được mớ tiền cho thiệt nhiều, rồi mình mới đem mình giúp người chỗ này mớ, mình cúng chỗ kia mớ, và đại để như thế, đại để như cúng chùa mớ, rồi lo cho những người nghèo khổ, đói khổ, bệnh hoạn, tật nguyền này kia mớ. Và trong khi đó là mình làm những cái điều mà tội lỗi ở các cái chỗ khác. Thế thì là làm lành đó là coi giống như làm lành đó ha. Nhưng mà làm giả thì cái đó không được đó. Vì thế cho nên là mình quy Pháp rồi mình phải học cái chánh pháp. Học chánh pháp tức là nghe lời Phật dạy. Rồi trong khi làm lành mình biết, mình mới biết là mình làm cái lành nào là đúng cái lời Phật dạy. Còn cái lành nào bên ngoài coi như lành mà kỳ thật nó không lành. Thành ra kinh sách đó là vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ thắng trì trai. Mình không tham, không tham không sanh không si đấy,
vì ba nghiệp của thân đó mà, không tham là hơn bố thí. À, học trên đó là phải học vậy đó. Chẳng thà là không có tiền để đem cho đời này được chia đồ nọ, chứ mà không tham. Chứ còn là mình tham, mình dắt chân ra nước, mình ráng sình ra mỡ, mình khủng bố, mình là làm khó khăn ép nhặt mọi thứ, mọi chuyện đó để cho được tiền, làm đau, thậm chí đau khổ cho người khác. Tôi nói ví dụ như giờ có người, người ta bỏ 100 lượng vàng, người ta để đâu đó ha, thì chẳng may ra là mình duyên cớ nào đó là mình chích được, mình lượm được. Mà người kia mà bỏ mất 100 lượng vàng này là họ không sống nổi. Mà mình thì là mình không bằng lòng cho lại người ta, để cho cái người kia chết rồi, đau khổ quá chết rồi, bây giờ mình mới đem vàng này, đem giúp đầu này, bệnh hoạn đầu kia, tật nguyền chỗ nọ, dưỡng lão chỗ nọ, cúng chùa trang trí sơn pháp Phật trời. Cái đó không phải à, không có phước à. Bố thí là như vậy là không có phước. Ở cái xíu của tôi hồi đó có một người lỡ làm cái việc đó, sau đó tạo vườn đất nhà cửa, cũng khá nhiều đất, nhiều vườn nhà cửa, nhưng mà sau đó tự ân hận mà cuộc đời đã chừng 50 tuổi là 45 tuổi là bắt đầu, cho tới 60 mấy tuổi chết là coi như điên loạn, mà nói làm sao không biết gì. Là lúc đó ông ta đi mua tàu rang, hồi xưa làm cái nghề mà bán tàu rang, bây giờ hình như không ai ăn cái đó nữa. Tàu rang là cái cô dâu đó nè, mẹ chồng cô dâu rồi cho vàng bạc cô dâu, rồi cô dâu mới là cất ở trong những cái bội tàu rang ở trong dung một cái nhà kho để vào tàu. Thế thì là cái bữa đó ông này là đi lái tàu rang, ông mua tàu rang, ông cân là bao nhiêu cân ký tàu rang, thì trong đó nó có một cái gói vàng, ô vàng gì của cái cô dâu. À, ông ta lượm được rồi. Sau nọ thì giữa mẹ chồng, nàng dâu trong gia đình nghi ngờ cô dâu này đem về cho cha mẹ ruột hay là cho ai đó. Trong nghi ngờ mà đau khổ quá, cuối cùng cô dâu tự tử chết. Tự tử chết rồi, bên cái nhà, bên cái chủ đám cầu đó, người ta cũng nghi ngờ rằng cô dâu có khai nó đặng để vàng ở trong cái những cái bộ trầu ra đó mà. Thì lại năn nỉ ông này nó không có gì hết. Mua tàu vậy thôi, không có gì hết. Thì cũng có lý do gì để chuyện thưa. Nhưng mà sau đó cái hậu quả hết sức là trầm trọng. Đất vườn không còn. Và bản thân thì như điên loạn và gia đình không có tốt. Tan rã đau thương hết. Thành ra những cái đó mà nếu mình không học chánh pháp đó mà mình làm giàu ha, hoặc là mình đi làm phước á, hoặc là không có trúng. Tại vì cái câu mà vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ thắng tỳ trai, chẳng thà không tham lam, chẳng thà không có tiền để làm việc bố thí, chứ còn tham lam để lấy tiền làm việc bố thí thì cũng dường là không làm. Còn cẩn thủ thắng tỳ trai là sao? Là giữ gìn thân, miệng và ý. Giữ gìn thân cho tốt, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng tà hạnh. Miệng cho tốt, giữ gìn, đừng nói láo, đừng nói lời hai chiều, đừng nói lời theo dệt, đừng nói lời hung ác. Ý cho tốt, đừng nghĩ những điều tham lam, giận dữ và đen tối. Giữ gìn thân miệng ý cho tốt. Có thể không ăn chay cũng được. À, cái đạo Phật nó ngộ vậy đó. Cái bằng cẩn thủ thắng tỳ trai, không tham lam hơn là tham lam để làm việc bố thí. Còn giữ gìn thân miệng ý cho tốt thì quý hơn là ăn chay. Ăn chay mà thân không tốt, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, miệng không tốt, nó lao, nó lê hai chiều, nó lại nó giận, nó là hung ác, ý không tốt, luôn luôn là nghĩ đến việc tham lam, giận dữ và gian tối. Thế thì là ăn chay như thế, ăn chay để làm cái gì? Không có tác dụng gì hết. Cho nên là cái học mà quy pháp, tức là học chánh pháp đó, mình có cái lợi để mình biết cái nào là phải, cái nào là trái. Còn quý tăng thì tăng là cái người mà nắm giữ cái diện mối, cái tánh thóc của Phật để mà hoằng hóa, để mà truyền trì. Thì trong hiện giờ đó là các Phật tử biết đó có hai hạng người. Một hạng thì ta dùng cái đạo đức của người ta,
để người ta làm, người ta giữ gìn cái tam bảo, cái ngôi tam bảo, cái trụ trì tam bảo, chẳng hạn như là giữ gìn chùa chiền, xây cất, làm cái chỗ tín ngưỡng cho quần chúng nhân dân, thì đó là một cái cách là tăng để giữ gìn tam bảo bằng cái kiểu là làm cái trụ sở để cái chỗ cho Phật tử quần chúng nhân dân biết cái chỗ mà quay về mà nương tựa. Thì đó là một phần. Còn một phần khác là chẳng hạn như là đi diễn giảng, đi truyền bá, đi dạy dỗ giáo lý cho các Phật tử xa gần, thì kết hợp hai cái số chư tăng như vậy để mà giữ gìn cái ngôi nhà của Phật pháp. Ví dụ như Hòa Thượng Quỳnh Kim đây là ngài thì ít có diễn giảng ha, lâu lâu ngài diễn giảng một ít thôi, nhưng mà ngài lo cái chùa nhiều, điều đó tôi không làm được. Ngài lo về cái việc mà giữ gìn chùa chiền nè, cơ ngơi nè, sự kiện là chỗ này chỗ nọ ngài giữ được. Còn như phần tôi thì tôi cũng làm được việc đó, thì tôi là cũng là tăng trong đạo Phật, nhưng mà tôi đi làm cái chuyện mà đi giảng, đi dạy để mà truyền bá chánh pháp. Thế thì là những người đó đang truyền bá chánh pháp của Phật thì giữ gìn cái nề nếp cái đạo chân chánh của Phật. Vì vậy mà cái người đệ tử Phật là quay về nương tựa với pháp như tăng, Phật với pháp như tăng, nó có cái lợi hơn là của cải quý báu. Chứ của cải quý báu ở thế gian, ví dụ như người có 300 triệu là đem mình dồn vô đi buôn chừng mấy xe gì đó bên biên giới Trung Quốc ha, về ôi mà lúc này trên TV thấy chiếu quá trình quá nổi tàu ha, bỏ ra bao nhiêu trăm triệu đi tàu diễn dương đó mà kết hợp rồi trong ngoài đi buôn lậu mà ôi bắt nguyên tàu vậy là tịch thâu biết bao nhiêu rồi, thì cái của báo của thế gian đó mà bằng vàng bằng bạc bằng kim cương bằng đô la đó, nó là cái nguyên nhân đau khổ, có thể người ta chết vì cái đó. Còn học Phật thì qua về nương tựa với ngôi tam bảo, ba cái của báo này là đời đời an lạc và hạnh phúc. Đây. Thế thì là đó là cái nền tảng, cái căn bản đó, căn bản để xây dựng cái nhân thừa Phật giáo. Rồi thì ngoài ra thì giữ gìn cái giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói dối và không uống rượu. Đây, đó là cái nền tảng của nhân thừa. Bên mấy bà thì cái vấn đề uống rượu thì không có đáng kể rồi, mấy bà coi như có bốn giới là xong. Còn bên mấy ông thanh niên á, thì là phải thêm cái giới không uống rượu. Nhưng mà giờ mấy ông thanh niên thì cũng nhớ một chút, rượu thì là nó không phải là giết người, rượu nó không phải là trộm cắp, rượu không phải tà dâm, rượu không phải nó láo, mà tại sao Phật lại cấm chi? Nó bằng gạo, bằng nếp nấu ra mà Phật cấm nó làm gì? Thì nó có cái lý do của nó. Rượu không phải là sát sanh, nhưng mà uống rượu sai rồi á là cái trí nó không còn sáng nữa. Cho nên bằng nhiều là uống rượu á hả? Anh em thân nhau mới mời uống chứ, không thân ai mời uống rượu chứ. Vậy mà uống rượu một hồi rồi là chém nhau chạy thành lần đó nha. Ở sớm tôi là vậy nhiều lắm đó. Tôi nói làm lạ mà tung đầu tôi cũng nghĩ cái này lạ lùng thiệt á. Cái rượu này là một cái thứ quái quỷ gì á. Nếu là không thân thì ai mời nhau uống rượu mà ăn hùng lại, mà ăn mà cho tốn của tốn công chứ. Như vậy nghĩa là thân mới mời lại nhậu, mới là chơi nhau chứ. Nhưng mà nhậu một hồi rồi là chết. Như thế thì rượu không phải là giết người, nhưng mà nó là nguyên nhân của giết người. Rượu không phải là trộm cắp, nhưng mà sai rồi là có thể dám làm những cái điều trộm cắp. Rượu không phải là gian dâm, nhưng mà khi mà sai rồi là có thể không còn nhớ những cái điều phải sai nữa. Rượu cũng không phải là nói dối, nhưng mà khi sai rồi á, tí nó không còn sáng nữa là nó có thể làm tới cái gì khác chứ chẳng những là nói dối. Vì vậy mà bên Nam thì để ý về cái rượu đó, để tử Phật thì không nên uống rượu. Nó là nguyên nhân của các cái thứ tội lỗi. Thế thì nếu mà học ngang đó thôi á, thì gọi là nhân thừa Phật giáo đó. Giáo lý là dạy con người học tu theo đó, nó có bản thân là một người tốt,
ở trong gia đình là một người chồng, một người vợ, một người con tốt, ở trong xã hội là những người dân tốt, đem lại cái hạnh phúc an lạc cho con người ở tại trên thế gian này, gọi đó là nhân thừa Phật giáo. Thế rồi là còn cái bộ kinh mà các vị vừa học đó, vừa kết thúc bữa vừa rồi đó ha. Bộ kinh đó là đưa người ta lên tới cái trình độ, cái mức sống cao hơn, sự an lành, sự giải thoát cao hơn, gọi đó là thiên thừa, giáo lý thiên thừa. Như tôi nói, chữ thừa có nghĩa là chuyên chở đó. Nếu mình tu theo cái giáo lý đó, coi như là nó chuyên chở, nó đưa mình tới cái chỗ an lạc, cái chỗ hạnh phúc mà ngang bằng với cái phước báo của những người trời, đây gọi là thiên thừa. Thế giờ cái thiên thừa là tuy là nhiều, nhưng mà tóm là lại thôi nè. Tóm lại là tôi có ba nghiệp thôi nha. Cái kinh mà ta học rồi đó gọi là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo tức là 10 con đường thiện nghiệp. Mà 10 con đường thiện nghiệp đó là nói là 10 thôi. Nói là 10 chứ kỳ thật ra là có 3 thôi. À, giữ gìn có 3 việc thôi. Giữ gìn thân, miệng và ý. Cho nên là mình nói rằng là tu rồi, nói tu này tu kia bằng kiểu này kiểu nọ, thì ta không có nhiều lắm đâu. Tu có 3 chuyện đó thôi. Tu về thân, tu về miệng, tu về ý nghĩ của mình. Thân là làm gì mà phải tu? Thì thân nó có thể làm lành mà cũng có thể làm ác. Mà cái việc làm mà nó biểu hiện ra thân nó chỉ có 3 việc thôi. Nó có 3 việc thôi. Nó gọi là thân tam. Danh từ của chữ Hán gọi là thân tam. Thân nó có 3 việc thôi. Một đó là giết người, giết vật. Hai á, là nó có thể làm những cái chuyện mà trộm cướp hay là cướp giật. Ba là tà hạnh, hay là nói nôm na là như bên ngoài thì gọi là chồng hay vợ mà lan trả ngoại tình, tà hạnh. Thế thì là giữ gìn. Nếu mà giết người hay là giết vật, tức là sát sanh đó mà. Hai là trộm cướp, ba là tà hạnh. Thì đó là gọi là ba cái ác nghiệp. Bây giờ cái người mà tu thập thiện này á nè, thì không sát sanh, không trộm cướp, mà không làm những điều tà hạnh. Thế thì là ba cái ác nghiệp đó mà. Bây giờ là người đệ tử Phật tu thập thiện mà, đổi lại thì nó thành ra là ba cái thiện nghiệp. Đấy, thiện nghiệp là vậy đó. Thiện nghiệp tức là cái hành động nó biểu lộ ra. Cái thân của mình nó có thể biểu lộ ra ba cái việc thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Hoặc là cũng chính là cái thân này có thể nó biểu lộ ra ba cái nghiệp ác là giết người, là trộm cắp, là tà hạnh. Thế thì thiện nghiệp hay ác nghiệp là do ta. Ta không học gì hết, ta không biết gì hết, ta không tu gì hết, thì thân này có thể làm ba việc ác về thân. Nhưng mà nếu ta biết tu rồi thì ta thêm một cái không thôi. Không giết người, không sát sanh, không trộm cướp, không tà. Thế là tu thân có 3 món à. Còn miệng á, giữ về miệng á mà, khẩu nghiệp á, có 4 món thôi. Nó láo, nó lấy hai chiều, nó lại theo dệt, nó lại không ăn. Nó láo nó khác, mà nó lấy hai chiều nó khác. Nó láo là cái chuyện nó có, mình nó không. Chuyện không, mình nói là có. Chuyện không thấy, mình nói mình thấy. Để mình gán cho ta cái gì đó. Rồi chuyện là không thấy, mình nói là thấy. Chuyện thấy nó cũng thấy, không thấy nó thấy. Hay là nó láo á. Còn nói lấy hai chiều, ta cũng gọi là nói tâm thọc đó. Hồi xưa tôi đọc chuyện... Chuyện La Thông Thảo Bắc á, tôi nhớ câu chuyện Tâm Thọc của ông Trình Giáo Kim. Ông chê Tâm Thọc ác á.
ông biết La Thành với Đơn Hồng Tính là hai cái người đó, nó tự nhiên ở trong người nó có cái máu bất hòa thế nào sao. Thành ra là trong cái bữa tiệc mà 36 anh hùng mà chiêu đãi nhau chơi, thì Giáo Kim là mạnh rượu lắm, cho nên cho ông làm cái người mà đãi rượu mà. Ông đãi rượu, đãi người ta thì mình phải uống miếng, mà tôi Giáo Kim là mạnh rượu cho nên là tha hồ đãi. La Thành thì có cái bộ dạng mặt như xanh xanh, nước da xanh xanh. Thì Trình Giáo Kim nói với La Thành đó, Đồng Tính á, Đồng Tính là có cái bộ mặt cái nước da xanh xanh. Thì ông chọc tức Đồng Tính, ông nói này Đồng Tính, thằng La Thành nó nói nó thấy cái bộ mặt mày xanh xanh nên nó thấy nó ghét. Nó tính nó quýnh mày gãi xương á. Ê, thế này là La Thành thì La là không có nói, nhưng mà cái ông này là ông kích người ta mà chơi nha. Thế thì La Thành giận quá là chính rồi, đúng rồi, cái mặt mình là hai xanh xanh thiệt, mà xanh là của mình xanh chứ mấy con mắt cha gì nó mà nó lại đòi quýnh mình gãi xương, giận rồi ha. Rồi là ông đi đãi dòng rượu, là ông đãi tới dòng rượu tới chỗ mà La Thành ấy, ông nói La Thành, cái thằng Đơn Hồng Tính nó nói mày ỷ mày dòng giống của mình Bắc Dương La Nghệ rồi mày thấp lối ha, nó tính nó bẻ giò mày thế vậy đó. Mà ông diễn có vậy đó, ông nọ đâu có nói mình là dòng giống mình Bắc Dương là con của La Nghệ gì đâu có, mà ông đặt ra đấy. Thế thì là đòi quýnh của ông giải xương, ông kia rồi bẻ giò ông nọ, mà chính có cái miệng của Giáo Kim thôi. Thế mà sau cái tiệc rượu rồi là hai người đi ra khỏi cái chỗ cửa đó, không là người này đụng qua cái người kia, đụng lại hai người đụng, có đánh ấu đả nha. Từ đó mà nó có gây một cái mối hận thù, hận thù truyền kiếp đó nha. Từ cái lúc đó mà hận thù truyền kiếp là theo trong chuyện nói mà. Rồi sau đó thì Đơn Hồng Tính làm phản đường, còn La Thành thì hộ vệ nhà Đường. Cho nên nó có những cái bài hát mà cái tù mà tống tử Đơn Hồng Tính ấy. Đơn Hồng Tính là La Thành đi bắt Đơn Hồng Tính ấy. Mà là anh em đó à, với nhau trong mà cái hồ là khởi nghĩa đó. Thế thì là cái lời mà Năm Thọc là nói vậy đó, gọi là Năm bị thốc, Thọc bị gạo, nói cho hai bên người ta chia rẽ, người ta ly gián ra. Thì cái đó gọi là nói lưỡi hai chiều, cũng gọi là nói lời Năm Thọc đó. Cho nên cái nói láo khác, mà cái nói lưỡi hai chiều Năm Thọc là khác. Còn nói là theo dệt thì nó lại khác nữa. Theo dệt là dệt, dệt ra. Ví dụ như giờ con gái người ta, con nhà lành, nhà quê mà. Rồi mấy cái bà, mấy bà mà tú bà ấy, báo chí lăng hoài đó, dụ dỗ con ta. Nói con ở trong này nghèo khổ, ta lấm chân bùn ra đây gì cô gì nuôi cho. Hả? Nuôi con là anh ở trung nước lắm, bảo đảm cho học hành rồi ông này nghiêm này kia. Thì thật là đưa đi Campuchia, đưa đi chỗ này chỗ nọ đi làm nghề không đẹp tốt gì trọi chân. Sau đó con ta đau khổ tràn ngập, rồi mẹ con sầu khổ vô cùng ha. Là chỉ vì cái lời theo dệt đường mật của mình mà rồi mình dụ con ta mà. Đấy, thì cái theo dệt là vậy đó. Hoặc là rủ dê làm ăn gì đó ha, mình nói nghe ngon lành lắm, có tiền có bạc có dễ dàng lắm, nhưng mà kỳ thật là mình lấy tiền bạc rồi mình làm tiêu tan con ta tội cho ta, chỉ nghe bùi tai thôi. Thế là cái là lẽ như thế thì gọi là lời theo vợ. Còn cái thứ tư là nói lời hung ác, tức là cái lời nó cộc cằn, nó thô lỗ, hoặc là như là trù rủa, như là trù ẻo, như rủa xả. Những lời nghe độc địa đó. Thế thì là miệng ai cũng vậy, nó có thể tạo bốn cái điều ác đó. Nếu mà không biết tu hành gì hết thì nó có thể làm những cái điều, nó nói những cái điều ác đó, gọi là ác nghiệp. Nhưng mà không nói láo, chỗ nào thấy nó thấy, chỗ nào không nó không. Không nói lời Năm Thọc, chứ bằng bất can kỹ sự mạc giọng gì mà vô ích chi ngôn mạc yếu thiết. Những cái việc nào nó không tương can với mình không không làm. Những cái lời nào không có ích là mình không cần nói.
Cho nên cái nói đó là không khéo là nó hại lắm, cái miệng là nguy hiểm lắm. Ta gọi là quả tùng, sách Nho gọi là binh tùng khẩu nhập mà quả tùng khẩu xuất mà. Binh là từ nơi miệng, do ăn mà nó sinh ra bệnh. Còn quả cũng từ nơi miệng mà cái lời nói ra có thể sinh ra tai họa, mà cũng là nói của mình mà có thể làm đau khổ chết người. Do đó cho nên là cái miệng không khéo là nó dữ, nó tạo ra nghiệp ác dữ lắm á. Các vị nghe hồi xưa cái chuyện mà đắc kỷ vô trụ mà đắc kỷ giết người không có dùng đao mà giết người bằng lưỡi. Những người mà đao phủ thủ là giết người bằng đao, nhưng mà giết người bằng đao giết không có nhiều được, là vì ai đâu á, tòa án gì đâu xử rồi đem ra là hành quyết, là chỉ mấy người đã chặt đầu ta cái đầu về thôi, chứ mấy người đâu không có giết nhiều được. Còn đắc kỷ hồi xưa trụ dương cái thời mà đắc kỷ đó là giết không biết bao nhiêu người trung thần, ngay vua thương nước ấy, người trung can nghĩa khí ấy, là giết bằng lưỡi không. Muốn giết ai là tâu vô tâu ra vài câu là ông trụ mê sai rồi là nghe lời ông giết thôi. Thế thì là cái lưỡi nó nguy hiểm lắm, cái lời nói nó ghê gớm lắm. Cho nên là cái miệng coi vậy mà khó tu lắm ấy, chứ không phải vừa đâu. Tai họa sinh ra cũng từ nó, mà phước đức sinh ra cũng từ nó. Như là Thế Tôn ta mà ngày nay mà cả thế giới, trong phân nửa người, phần ba người trên thế giới mà còn kính thờ lại là do lưỡi, do miệng. Vì Ngài nói chánh pháp, Ngài hành, Ngài chứng ngộ chánh pháp, rồi Ngài dạy chánh pháp, Ngài nói chánh pháp để cho người ta học, người ta tu, người ta có an lạc hạnh phúc, có được đạo quả giải thoát. Cho nên là người ta kính thờ Đức Như Lai Thế Tôn của ta, Đức Phật của ta, là tại vì là lời nói. Vì lời nói đó đem lại sự an lạc cho người ta. Ngược lại như là đắc kỷ thì là cũng vì lời nói, mà lời nói độc hại giết người, cho nên là lưu danh vạn niên vi số, cái tiếng xấu để muôn đời. Cho nên cái lời nói nó dữ tợn. Thành ra Thánh Nhân cũng có dạy cho bằng mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Các vị nên im lặng đi và im lặng đi. Bao nhiêu vị thần tiên, không biết bao nhiêu thần tiên từ nơi cái sự im lặng đó mà được. Chứ còn đừng có nói nhiều quá không tốt. Việc nào có lẽ nói, còn việc nào không lẽ thì đừng nói. Nói nhiều không tốt. Nội cái mình đi chơi nhau, mình đi chùa thôi ha, nhưng mà nếu không khéo là không cảnh giác mà nội cái nói thôi à, nói vui bình thường thôi à, mà về là đau khổ nhau tràn ngập á. Đau khổ tràn ngập á, đi chùa chứ mới là đi đâu à. Còn Tết này sắp tới rồi nè nha, đi hành hương rồi nè nha. Đi hành hương là đi xe nó đi thập tự không đó, mà về đau khổ tràn ngập á. Là tại vì là nói không có, nó không có nhường nhịn nhau, không có tôn trọng nhau đó mà. Thành ra đi chùa đi hành hương cũng thập tự đàng hoàng, mệt ngày người ra mà khổ sở tràn ngập. Bà A dẫn chị B dẫn bà A, chị B bà A dẫn cô C, cô X vân vân dẫn dài dài. Tôi xin nhắc các cụ các vị đó nha, gần tới tháng đi hành hương rồi đó, đi hành hương mà vui thì các vị nên đi là có phước nha, còn không vui là chẳng thà ở nhà, nghĩa là lấy bánh tét ăn là với củ kiệu ha, chứ còn đừng có đi nha. Đi mà dành chỗ ngồi rồi tuổi nữ rồi cãi cỏ rồi đau khổ đó là không có phước gì hết trơn á. Thành ra cái miệng á nó có bốn món vậy mà cũng khó lắm. Rồi về ý ha, đó là giữ bốn món về miệng rồi, là không nói láo, không nói lê hai chiều, không nói lề phải vậy, không nói lời không ác. Về ý thì chỉ giữ có ba món thôi. Ý thì là tao không biết cái ý là cái gì đâu, nhưng mà khoa học ngày nay ta gọi cái óc mình á, cái bộ óc của mình là cái ý căn, là cái chỗ để nương tựa cho cái sự suy nghĩ của mình, cái thấy,
cái thấy nó tiếp thu qua cái con mắt của mình ha, qua cái đồng tử nhãn cầu mình, cái nó truyền cái thần kinh, nó đưa vô cái bộ óc để cho nó làm cho người ta phân biệt được màu sắc. À, nghe cái nó tiếp thu cái âm thanh vô trong cái nhĩ căn của mình nè, rồi nó truyền cái thần kinh này, nó truyền vô trong cái bộ óc đó, nó làm cho ta nghe cái biết là nói đó là lời nói gì, là nói thiện hay là nói ác, là nói vui hay là nói buồn, đáng ghét, ví dụ vậy. À, còn cái lỗ mũi của ta đây là gọi là tỷ căn ha, rồi đó là ngửi đây cái là nó cũng truyền cái thần kinh nó vô trong cái óc, óc là ý căn mà, nó là cái bộ óc cái tổng đài, giống như cái tổng đài của đài phát thanh vậy đó, nó phát ra nhiều cái làn sóng, rồi thì nó truyền vô bộ óc. À, thành ra ta biết cái mùi thơm, cái mùi thối, cái mùi hôi, cái mùi tanh. À, rồi cái lưỡi của ta đây là gọi là thiệt căn nhé, thiệt căn là cái gốc. À, để nếu mà ăn cái vị ngọt đắng chua cay mặn lạt gì đó vô cái lưỡi nó có thần kinh nó truyền lên cái ý căn. À, để cho ta biết rằng là ngọt là lạt chua cay. Rồi thân á, cái thân của ta đây gọi là thân căn. À, ví dụ như ta đụng nước đá ha, thì cái thần kinh của ta nó truyền thần kinh nó lên trên bộ óc, nó làm cho ta biết là ta đụng cái món lạnh. Rồi ta đụng lửa ha, thì lửa nó cái thần kinh nó truyền lên cái bộ óc, lên cái ý căn của ta mà, để cho ta biết rằng đó là ta đang đụng lửa, lửa nóng hay là trơn, hay là láng, rít hay là nhám, lạnh nóng đều là như vậy hết. À, nó truyền vô ý căn hết. Rồi cái ý căn là cái tổng á, giống như là cái tổng đài của điện thoại, bao nhiêu nghe là cái điện thoại khác rồi là muốn gọi đâu thì cũng mới ăn qua đó rồi mới là đi truyền ra chỗ khác. Thành ra con người của ta có mắt gọi là nhãn căn, con mắt của ta gọi là nhãn căn, lỗ tai gọi là nhĩ căn, lỗ mũi gọi là tỷ căn, cái lưỡi gọi là thiệt căn, cái cơ toàn thân con người gọi là thân căn, còn cái bộ óc gọi là ý căn. Đây, mà cái ý là như tôi nói nãy giờ, nó là cái chỗ mà tổng phê phán ha, mắt tai mũi lưỡi thân đụng chạm mà thấy nghe ngửi, nếu mà xúc ha, đều phải đưa về cái bộ cái ý của mình hết, cái ý căn hết, đưa về bộ óc để mà nhận biết. Nhận biết thuộc về thấy, thuộc về nghe, thuộc về ngửi, thuộc về nếm, thuộc về xúc, thì cái óc nó biết hết. Đây, đó là bây giờ cái ý căn mà nó có ba, nó cái nhiệm vụ của nó là có ba cái điều. Là nó nghĩ ngợi. Một là nó nghĩ ngợi xấu thì nó nghĩ ngợi tham lam. Thì nếu mình là tham lam là cũng phát xuất từ ý đó nha. Từ cái ý nghĩ của mình mà nó biểu lộ ra hành động, mới đi ăn cắp hay đi ăn trộm hay đi ăn cướp chẳng hạn, là phát xuất từ cái ý của mình. Ngược lại người đệ tử Phật đó mà, chiều nay mà đi chùa đây nè, nó cũng phát xuất từ cái ý của các vị đó. Làm gì làm, mấy tuổi bà trẻ làm gì làm ha, chiều nay má đi chùa để dành cho má một buổi chiều. Trong vòng 7 ngày má phải được có một ngày đi chùa. À, do đó cho nên làm gì làm, rồi sớm mơ là ăn gọn ghẻ, rồi rửa chén bát, rồi sớm một chút. Bữa nay là chiều 1 giờ rưỡi là ta đi nghe giảng rồi. Thế thì cái đi nghe kinh giảng này là cũng bắt xuất từ ý căn. Ngược lại thì cái người mà làm tội ác đó, mà muốn đi là giật cướp xe gắn máy gì ta buôn gian bán lận gì đó, cũng bắt xuất từ ý căn hết. Thế thì nó bắt xuất từ tham. Cái người xấu thì nó phát xuất cái ý căn, nó phát ra cái ý nghĩ về tham. Còn người tốt thì nó phát sinh ra cái ý nghĩ là vô tham. À, tham và không tham. Không tham là đệ tử Phật. Mà khởi cái ý nghĩ tham là đệ tử của ma. Cái thứ hai là sân. Sân là giận dữ đó. Cái giận dữ đó là nó giận, nó là phát xuất từ ý hay không đó. Nghe cái lời nào mà mình không mà vừa lòng đó hả, là nó nổi đùng đùng phiền não lên đó,
có người nó tức nghẹn quá rồi xỉu luôn á, huyết áp cao là nứt máu luôn, chết. Nhưng mà cái đó là do cái ý căn thôi, gọi là sân đó mà. Mà cái người nào mà có học Phật rồi đó là biết cách là quá giải nó, thì cái sân nó không bao giờ có, không có đứt được máu được, không có đau khổ được, không có nghẹn ngực được. Nếu mà biết cách phát xuất mà mình trị nó ngay cái lúc mà nó khởi ra cái niệm từ cái ý căn à, cho nên là cái ý căn của mình là nó khởi ra cái niệm tham là một, là sân là hai, ba là si mê đen tối. Si mê đen tối là thế nào? Ví dụ như là ai cũng biết rằng là mình làm hàng giả là bán là không bao lâu là nhà nước bắt, nhưng mà vì miệng vì bụng vì sự sinh sống mà mình quên đi, mình không chống nổi lại với cái sự là dục vọng đó. Lý trí vẫn biết rằng là làm đồ gian đồ lậu là bị nhà nước bắt, bị tịch thu, thậm chí là hết tiền. Vậy mà vì cái lợi trước mắt mà bán có lợi nhiều, đồ gian đồ lậu bán lợi nhiều, thế là nghĩ lại ra làm cái điều đó. Thế thì cái ý nghĩ đó là ý nghĩ gọi là suy đó, không có trí tuệ là vậy đó. Cho nên là những người nào mà làm những điều mà sai trái với luật pháp của thế gian, hay là làm những cái điều tội lỗi với lương tâm mình mà về đời sau mà hiện đại không ai biết đấy, từ nơi cái ý căn, từ nơi cái ý của người ta là đều người ta có bức rứt, có đau khổ hết đó. Chẳng hạn như cái trường hợp mà tôi nói cái ông mà lấy vàng của người ta trong lúc mà đi buôn cầu rang đó nè, vẫn có đau khổ. Vì vậy cho nên sau đó rồi là bật mí tâm sự với những người khác, ăn năn tỏ vẻ hối tiếc về cái việc làm của mình khi lớn tuổi. Cũng như những người ăn cướp mà giết người một lần báo đăng nè, rồi tự lâu lâu đó rồi uống rượu rồi nó hơi không còn làm chủ được nữa, đó là tự khai. Tự khai rồi công an, rồi nhà nước người ta theo dõi, người ta bắt được. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái ý căn mà khi mà nó khởi ra cái xấu là đều nó có đau khổ, nó có dây dứt. Nhưng mà chẳng qua là vì cái quyền lợi trước mắt mà nó mất đi cái trí tuệ. Cái đó gọi là si mê, gọi là vô minh. Cái vô minh nó thắng thì nó làm cho người ta làm những việc sai quấy. Còn khi nào mà học đạo rồi mình cái trí tuệ nó thắng á, thì là mình hạn chế được cái sai quấy, mình không làm. Thế thì là về ý mà, giữ ba việc là không tham, đừng tham, không tham, và đừng sân, và không nên sân, và đừng để cho cái trí tuệ của mình nó bị cái dục vọng nó che lấp, nó lấn lướt, mà phải sống bằng lý trí. Như thế thì là nói rằng thập thiện mà ta học không ra đó mà. Chắc kỳ thật ra là giữ có ba việc thôi: thân, giữ về thân, giữ về miệng, giữ về ý. Tập làm chủ lấy thân, làm chủ lấy miệng, làm chủ lấy ý. Mà làm chủ lấy thân thì chỉ có ba việc thôi, làm chủ miệng thì có bốn việc thôi, làm chủ về ý có ba việc thôi, gọi chung là có mười việc. Mười việc đó gọi là mười thiện nghiệp: không tham, không sân, không si, không nói láo, không nói lời hai chiều, không nói lời thế gian, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Đó là mười thiện nghiệp đó. Nó là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn đó. Nó là nền móng của quả vị Thanh Văn, La Hán, Bồ Tát và Phật đó. Thế thì là tôi đã tóm lại ha. Tóm lại cái nhân thừa Phật giáo rồi cái thiên thừa Phật giáo tôi tóm lại rồi. Bây giờ tôi trình bày cho Phật tử bắt đầu từ đây nha. Một cái phương pháp tu mà bắt đầu đây là tu chỉ và tu quán đây. Bữa hổm ta học đó mà, dựa trên thập thiện mà ta tu pháp môn chỉ và tu pháp môn quán. Thì bây giờ đây tôi bắt đầu tôi giảng tiếp bộ kinh mới nè. Phải học chỉ và quán nha.
cái chỉ chỉ là tôi nói mà không rồi đó, không biết các vị còn nhớ không à, phải nghe nhiều mới nhớ, nghe là không nhớ đâu. Các vị nào không nhớ là thôi băng đấy, bữa nay tôi đem cái máy cho thôi băng đó, để tôi gửi về mấy chùa quê đó cho bà con ở chùa quê người ta nghe. Chứ giảng kinh mà cao sâu lắm đó thì bà con ở quê ta mới nghe một ít lần đầu đó, ta nghe không có nổi. Phải nghe những cái kinh mà bắt đầu vậy nè, ở đây là gọi là tôi giảng kinh bắt đầu đó. Đó, thâu băng đó em về gửi nhà quê nghe, chứ như tôi giảng ở đàn Vĩnh Nghiêm đó là những gì mà mới đi nghe, ta nghe không có nổi đâu, nghe thì có người hổn, họ chửi tôi à. Họ nói tôi giảng cái gì mà quá trời quá đất vậy, cao quá rồi đụng tới cái ý của họ, họ muốn vậy mà tôi giảng tật cái ý họ, cái họ là sẽ tôi. Và cái đó không được, cái đó là kinh cao, phải để cho người mà học luôn cả 10 năm. Ở đàn Vĩnh Nghiêm có người học mười mấy năm rồi đó, học liên tục mỗi tuần. Mình nghe cái kinh đó mới nổi. Còn đây mình bắt đầu đó. Tại sao không biết người ta chửi gì chứ, đâu phải tôi giảng kinh ngũ thừa, ngũ giới không được đâu. Giảng về nhân thừa tôi giảng cũng được vậy, nhưng mà tại cái lớp của mình ta học 10 năm rồi, 17 năm rồi, từ giải phóng mấy giờ lận. Thành ra là phải cái kinh nó cao 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 lên nè. Có người mới vô nghe không biết thì chửi tôi quá chừng. Thì có người lại nói với tôi, nói người ta chửi thầy vậy, tôi nói chửi đúng thôi. Năm đều là cả ngàn người như vậy, điều đó chứng tỏ rằng không phải là tôi nói bậy. Nếu tôi nói bậy thì chẳng lẽ là cả ngàn người khùng à? Tôi đi nghe cái ông nói bậy à? Mà người ta bằng lòng tôi đi nghe như vậy, nghĩa là người ta không khùng chứ gì. Ta không khùng mà ta nghe được, nghĩa là có lợi ích. Vì vậy cho nên cái người mà ta không bằng lòng thì người ta có xài trẻ thì tôi cũng cười thôi. Nhưng mà ở đây nè, Hoàng Thân Quỳnh kêu nè, ngày mai tôi tới nói những cái bắt đầu. Đấy, cho nên tôi nói cái bắt đầu từ cái dễ lần đi lên. Chứ còn tôi nói thật các vị nổi chịu đựng lắm rồi, nhiều người chửi xài trẻ tôi dữ lắm. Bởi vì tôi giảng kinh đâu có phải, tôi giảng cái thứ này tôi giảng 30 năm liền. Không hết kinh của tôi đâu. Kinh điển nói mới hoài 30 năm liền vẫn làm được mà không ai hết kinh mà. Cho nên là cái học này thì phải học nhiều lắm thì các vị sẽ thấy cái hay của Đức Bổn Sư của ta hay lắm. Bây giờ tôi nói về cái pháp môn nha, bắt đầu tu hơi cao hơn chút đó nha. Nói cao gì chứ ai cũng hành được hết á. Chứ nếu mà hành không được thì Phật dạy cho ai? Bây giờ cái bộ kinh này tôi sắp giảng đây là kêu bằng cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác. Bộ kinh này ngắn thôi, có 8 cái điều giác ngộ. 8 cái điều này là của các cái bậc đại nhân, người ta dựa vào cái ý tứ đó, cái hạnh tu đó mà người ta giác ngộ về cái chân lý, để rồi các bậc đó đó trở thành ra một vị Bồ Tát để mà tiến lên tới cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Và đây gọi là đại nhân, đại nhân là chỉ cho các vị Bồ Tát. Phải học cái pháp này, hành theo cái pháp này mà thành tựu được cái địa vị Bồ Tát, để lần lần tiến lên thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề thành Phật. Thế thì là cái pháp môn này là bắt đầu là tu trí và quán. Cái trí của ổng tôi có nói rồi đó, trí là ngăn chặn. Giống như cái chùa Kim này mà muốn cho nó yên tịnh mà đừng có đường đi tứ phía mà mạnh ai mới đi vào trong cái chùa làm cho nó mất đi cái sự tôn nghiêm trật tự mà, thì người ta phải xây 4 cái tường 4 phía chừa cái cổng ra vào mà thôi, còn 4 phía không có đi bậy được. Mà người ta không có đi bậy vô được là do cái gì? Nhờ cái gì? Là nhờ 4 cái bức tường đó. Thế thì 4 bức tường đó tôi ví như là chỉ để mà ngăn chặn. Thế thì là bức tường là ngăn chặn người ta, không cho người ta đi bậy. Còn chỉ đây là ngăn chặn cái gì?
À, ở đây là cái tâm của ta hằng ngày đó nha. Nó lội còn dữ tợn hơn là người ta lội ngang lội dọc ở trong cái nhà, trong cái khu vườn của mình đó đó. Thủ thứ nó lội. Cái vọng tâm, cái vọng niệm nó đi ngang đi dọc ở trong dữ lắm. Cho nên Đức Phật dạy rằng là cái tâm của ta gọi là tâm điên. Còn cái ý của ta gọi là ý mã. Tức là tâm và ý của ta nó giống y như con dượng và con ngựa vậy. Con ngựa mà không có dây cương thì nó chạy, không ai làm gì được nó trời trơn. Thế nhờ có câu mà nữ đại bất giá như tư diêm phạm thủ, mà nam đại bất hôn như liệt mã vô cương. Liệt mã vô cương, con ngựa chứng mà không có dây cương là không ai làm gì đó được hết á. Mà cái ý của ta là Phật nói là cái ý của ta như con ngựa vậy, chạy dữ lắm, không khéo, không có gì cương mà cầm cương nó thì nó chạy bậy dữ lắm. Còn cái ý của ta đó, ý tức là cái tư tưởng của ta đó, nó phóng túng như là con dượng, luôn luôn là truyền nhánh này qua nhánh kia, qua dây nọ. Khi nào các vị đi sở thú coi, hết dây này là truyền qua dây kia, nhảy dây kia rồi truyền qua dây nọ, rồi qua sông thất nọ, rồi qua rào kia, rồi leo nhánh này nhánh nọ, luôn luôn không bao giờ nó ở không. Thế thì tâm ý của ta giống như con dượng con ngựa đó. Tôi nói cho các bà con này để ý rồi tự mình suy nghiệm coi. Và hôm tôi có nói rồi đó, nó nghĩ cái gì, nó truyền sao, nó leo làm sao thì á. Thường thường nha, cái ý nghĩ của nó nha, tham là một, ý nghĩ về tham, về sân, về si, về mãn, về nghi. À, ý nghĩ của nó đó. Rồi, nó nghĩ ngợi sai lầm nha, cái này phải học sâu hơn nữa, đây là tôi giới thiệu qua qua vậy thôi, nữa là phải học nữa. Về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ, về giới cấm thủ nha. 10 cái món đó đó, thường thường là ta ở trong cái đó không đó. Đó gọi là 10 cái món mà nó sai xử con người đó. Ý nghĩ của con người ở trong cái đó không đó. Nhưng mà những cái đó bây giờ tôi chưa nói được đâu. Lâu lâu bà con quen cái đã tôi mới nói. Bây giờ tôi nói cái dễ hơn cái nè. Là tâm của chúng ta hàng ngày đó nha, tôi nói cái này dễ hơn nè. Các vị tự thí nghiệm. Luôn luôn là các vị hàng ngày mà các vị nếu mà để một cái giờ phút nào mà thanh tịnh, các vị suy nghiệm lại cái ý nghĩ của mình coi. Không ngoài là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi đi quanh co lại là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Cứ như thế mà nó đi tới đi lui vòng vòng trong nó như đó không mà hết ngày đó. Hết ngày cái tối cái mệt quá rồi. Là ngủ khỏe nữa để mai thức dậy là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Đã chịu hết nổi tối ngủ cho khỏe, mai thức dậy làm nữa. Không có cái gì khác cái trời trên. À, nếu mà tâm mình như vậy mà mình đòi thành Phật, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát gì thì sao được. Muốn thành A-la-hán, muốn thành Bồ-Tát, muốn thành Phật là phải không có cái đó. Phải không có cái đó, phải là như bất động cơ. Như bất động nghĩa là không có cái gì. Mừng không có mừng hung, giận không có giận dữ, thương không có phải chảy nước mắt, sợ không có cái gì phải đáng sợ cả, yêu cũng có đau khổ, ghét cũng có là thù hèn, muốn cũng có là nồng nàn bồng bộn gì hết, bình thản như vậy. Đó là gần chính đạo rồi đó. Người nào mà đối với cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn mà nó bình thản là người đó sắp thành A-la-hán rồi đó nha. Còn mà nếu mà còn mừng là mừng lắm, giận là giận lắm, thương là thương ghê, sợ là sợ quýnh, yêu là yêu nồng cháy, ghét là ghét cay chua, muốn là muốn nghĩa là tha thiết. Đó là phàm phu đó. Phàm phu trăm trăm em ơi, chiều nay trăm trăm phàm phu là cái đó đó. Cho nên là mình học rồi mình biết mình phàm phu cỡ nào mà. Rồi gần sắp chứng đạo chưa mà. Biết hết cho ông mà không có hỏi ai chứ.
thành tàn hư thiệt tự gia tri mà quả phúc nhân gió cánh vấn thầy. Cái chuyện của mình làm tự mình biết, không cần hỏi ai, rồi mình sẽ có phước, rồi mình có quả, cũng có thể tự mình biết mà cũng không cần hỏi ai, là dựa vào cái đó đó. Dựa vào những cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn mình coi rồi mình có được bất động chưa, mình có được là chinh phục nó được chưa, hay là tha hồ mà nó đi tới đi lui chạy qua chạy lại giống như là cái nhà mà không có bức tường, không có hàng rào, như là khỉ, như là dương mà như ngựa mà không có di cương, không có chuột. À, nếu mà nó lung tung vậy đó, đó là phàm phu 100% ấy. Thế thì chỉ là để ngăn chặn cái đó, ngăn chặn cái vọng tâm đó, cái tâm mà nó nghĩ lăng xăng vậy gọi là vọng tâm. Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cứ quay cuồng vậy gọi là vọng tâm, vọng niệm. Niệm những cái ý niệm mà tham lam, giận dữ, si mê gọi là vọng niệm. Thành ra phải tu hành là phải tập chỉ là ngăn chặn cái đó, gọi là pháp chỉ. Thế thì là pháp chỉ rồi, giờ tới pháp quán này nè nha. Pháp quán này nè. Quán là gì? Cái chữ quán đây là mình tập trung nhé. Không có cục phấn nào ha. Tôi hình dung cho các vị là có cục phấn không bé? Để tôi hình dung cho cái vấn đề chỉ quán là các vị thấy rồi.